Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Turin World Mario 2 tiếp nào. Rồi, thì mình biết là có một số bạn đã mong chờ mình chơi Empire, nhưng mà từ từ chiến dịch này chưa xong là sao chơi Empire được. Làm gì phải làm cho xong chứ, tại mình còn phải xóa game mình chơi, mình cài game khác mà. Giờ xóa thì biết chừng nào mình mới hoàn thành chiến dịch này đây. Rồi, có bạn thì đề nghị mình chơi nước phổ, rồi thì ok, nói chung là mình chưa có quyết định là chơi chiến dịch nào, cho nên là nếu mà bạn muốn, các bạn thích phổ thì ok, mình sẽ chơi phổ. Nhưng mà lý do bạn ấy nói là quân phổ thì nhìn quân phổ nó đẹp thì thôi mình cũng chịu. Thật ra thì nói thì các bạn là trong Empire thì hầu như quân đội phe nó na ná nhau, nó không có như Napoleon. Nhưng mà thôi được rồi, sao cũng được. Rồi, có thể nói là bây giờ chúng ta đã trở thành một đại đế quốc rồi. Tuy là chúng ta đang phải cân cả map vì hầu như là quốc gia nào đang cũng là kẻ thù của chúng ta cả. Có bốn nước thì bốn nước nó đánh mình hết rồi, không có nước nào nó không đánh mình cả. Và tụi tất cả tụi nó là thành đồng minh của nhau hết rồi. Nhưng mà nhìn chung thì cái thế tụi nó là nó không chơi được mình. Cái thành này ra mình thấy kẹp nè, nó còn một cái đường nhỏ ở đây để mà nó đi ra đây thôi. Mình thì mình lấn thành công rồi, nhưng mà cái nguồn lực của mình thì nó cũng tương đối là ít. Lý do mà nãy giờ thằng này nó không đánh được mình á là do là cái mình đang đánh vô cái nguồn tiền của nó hết tiền rồi, nó không duy trì được quân đội nữa. Quân đội nó không đủ đông, mà nó đông thì nó cũng phải thủ. Nó không đủ, cái game nó dồn rồi nó công, chưa kể là mình đang đập thằng chư hầu của nó. Chư hầu của nó cũng gần vong rồi. Ở đây nó chơi thủ thành mà nó chơi toàn kỵ binh không thì mình cũng lạy nó luôn. Đây. Để coi ông này ông tính làm cái gì. Rồi, nói chung là tạm thời là mọi thứ đang ổn. Được lắm. Rồi một cái thương hội nữa. Who is my target? Thằng này giỏi quá mình không làm gì được. Ông kia à tính chạy xuống đây tranh chấp nữa. Đâm hụt. Rồi thôi chịu, đâm thì có lúc trúng lúc hụt. Mặc dù tỷ lệ 75% mà để hụt thì hơi dở. Đây ra đây mà truyền đạo. Chỗ này dân chưa lên. Ở đây từ từ tính. Như là mấy vùng này đều ổn rồi. Tốt thôi. Ở đây xây cái này lên nó có cái vệ sinh luôn. Rồi tốt. Ở đây à đúng rồi, ở đây quân mình hơi ít. Nhưng mà để đề phòng thì mình vẫn phải đem quân lên. Đánh. Này rồi. Rồi, chỗ này nơi đầu sóng ngọn gió thì mình phải ưu tiên quân đội cho nó thôi chứ cũng không biết sao giờ. Rồi hai ông này đi vô luôn. Chưa đánh thằng nổi loạn này được đâu, phải thở tí. Rồi đây. Tạm thở xíu. Đánh là gắt quá rồi. Chỗ này nâng cấp lên thì đổi về thành phố à. Chiến sự đang gắt cho nên thôi để như vậy cũng được. Rồi ok, không sao, tiền còn nhiều. Chỗ này thì thôi xây cái này đi cho bà con có chỗ ăn nhậu tí, nó không có quậy mình. Rồi, để đề phòng thì mình cho ba ông này quay lại. Thành này nó đông đông tí, nó thủ thì nó đang không có tướng. Đây, mua thêm thằng này nữa là có cái để thủ. Ở đây thì quân xịn rồi, ông nói. Xây cái đường lên cái đã. Rồi xong hồi quân đi. Chưa đánh ngay được đâu, đánh từ từ thôi các bạn, không đánh gấp được. Có thành này thì đánh được mà. Đánh úp luôn. Thế là xong. Lít ba này nó muốn vòng rồi. Giết thì tội thôi, tha đi. Chỗ này cũng là nơi đầu sóng ngọn gió thì bắt buộc phải để quân, trú quân ở đây mà thủ thôi. Không cách nào làm gì được. Nhưng mà về cơ bản thì có thể đem ít quân về đây để mà đập cái thằng nổi loạn này, tránh đem dài lắm mộng. Nghĩa là chưa kể nó đứng nó rét tiền của mình các bạn, khổ lắm. Ráng đánh xíu cho thằng tướng này nó lên đồ. Trường hợp này thì nó phải đứng sát ở đây một tí cho an toàn, tránh mấy khi đánh nó thôi.
Rồi xong, ông này ông lên lòng trung thành, lên một cái này luôn. Nhưng mà lên nó có nghĩa là giảm cái này, tại ông này đang ở dạng đáng sợ. Bất kệ nó không sao. Rồi chỗ này vậy cũng tốt, để tạm để vậy đi, chưa cần tăng thuế hay gì đâu. Đây, để như vậy đi cho nó tránh nó lên thuế, nó lên dân lẹ quá. Rồi tốt. Từ từ để mình coi khúc này đó. Đây xây quán rượu ở đây. Ở đây là lính là hơi bị thiếu đấy. Rồi đây là ở đây bắt đầu có súng rồi đây. Hay. Ở bên đó mình nhớ mình mua súng rồi mà. Rồi cái gì đây, chỗ này chắc giờ chỉ có đang xây mấy cái này. Rồi nhập vô. Nhập vô. Forming one force. An honor to serve my lord. Rồi tiếp tục. Chúng ta tiến lên đây. Súng thì từ từ đã. Be ready to move in the morning, man. Mua cái này thôi. Tại tiền đang hết nữa rồi. Rồi. Cánh quân này thì mình sẽ đánh ập đây luôn. Mua sao đánh luôn lần. Rồi thế là xong. Ứng thủ làm gì? Chủ động mà đánh luôn đi chứ. Thiệt hại của tôi nó nhiều á, tại cánh quân của nó ít nhưng mà tinh nhuệ. Lên làm trung thành tốt, nó vậy không làm phản, lên khả năng tấn công. Đúng rồi, lên khả năng chỉ huy quá tuyệt vời, thằng này nó mát làm trung thành rồi. Ha ha, hay. Vậy mới được chứ. Thiếu hai lính hả? Rồi lên luôn. Sao bổ sung xíu, lát hồi ghép lại còn 4 đội vừa. Chỗ này thì xong rồi, chưa lên dân được. Mình đang nuôi hải quân là cũng nhiều. Súc này. Rồi không lui được thì khóa cái cảng nó luôn. À cũng không khóa được. Hết hơi rồi. Rồi đây xây cái để coi xây cái nhà thờ. À không không, chỗ này tốt xây cái chợ đi. Nhưng là giờ mình đang cần tiền các bạn. Chiến sự nó hao tiền của mình quá. Ở đây dân vẫn không đủ. Chỗ này thì coi như là xong nhiệm vụ rồi, chuyển đổi được rồi. Tốt. Chỗ này sắp, à nó là thành phố rồi, xây cái chợ luôn. Thiếu một lính thì bổ sung thôi. Để có gì còn dẹp nổi loạn à, chứ không gì hết trơn á. Đây, nâng lên. Vô xây cái này cho nó có trị an, có đồ cái. Đây, hồi lính này là được rồi. Đây. Rồi, ok, tốt. Chỗ này là chắc là gắn giáp, gắn đồ vô thôi. Đây, từ từ rồi tính. Ông này thì đủ quân để đi đánh trận rồi. Đánh thêm trận nữa mới bắt đầu nó lôi cái đám mình lên tiếp viện. Ở đây mình bố trí sẵn quân để tiếp viện rồi. Ok, vậy là tiền cũng không hết nhưng mà thiếu khá là nhiều ấy. Hai cái thành này mà đánh sau cùng người ta, hai cái thành này là hai cái thành kiên cố nhất của nó. Gài gắn điệp vô cũng không được mà đánh cũng không xong. Mất điểm này ở đây nữa là coi như mình cô lập chỗ này. Tại thành này không ra biển được, coi như ba cái vùng này mình cắt nó ra khỏi cái phần lãnh thổ trên này rồi. Đánh thì phải như vậy mới được. Nhưng mà cũng lợi hại đấy, nhưng mà cũng là lính đời đầu thôi. Thằng này quân mình với nó cùng là dân Slav cho nên nó là nó cũng hao hao nhau. Tương đối là dễ giải quyết vấn đề. Chỗ này chỉ bị cái là dân nó theo đạo chính thống hơi nhiều. Cái khu này là khu chấp tôn giáo. Ông này là coi như xong rồi. Sám bốn cũng chả cần vô làm gì. Vô đây là được rồi.
khu này thì có lính tinh nhuệ rồi, nó muốn đánh cái thành này cũng không được. Mà đánh thành này thì mình có tướng để giải quyết vấn đề, tướng này tướng 4 sao rồi, nó quýnh không phải là muốn đánh không phải dễ đâu. Rồi một cái thương hội nữa. I will make them fear you. Không, họ lên một chạy anh đây được rồi. On my way. Tính gây sức ép với mình. Mò xuống hả? Orders my king. Yes. Rồi quýnh phát lui. Marching to battle with pride, Lord. The enemy lost. Biết ngay là được phong tướng mà. Đấy, cố đánh nhiều khi được phong tướng thôi mà. We are victors. My lord. Thế là xong. Có tướng giữ ở đây thì nó muốn nó làm khó mình cũng không được. 6% thì đứng yên nó đi. Rồi thằng này phải đợi nó vây thành các bạn, đánh liền giờ không được. Thằng này quân nó xịn không? À là cái thằng hồi nãy. Rồi vậy giờ tranh thủ mua ít lính trước. Hiện hồi kéo ra thì cũng có lực lượng đồ trú trong nhà. Đây ngon nhào vô nó chú dám. Rồi muốn đánh à, nhào vô anh ngán gì chú. Rồi cho ông này ổng về đúng cái thành của ổng. Đây thành của ai người nấy lo. Rồi xong, nâng thuế lên miếng. Chỗ này phải lo cải đạo trước các bạn, tại vì nó là đất của nó theo cái đạo đa thần của tụi Litva, nó chưa theo là Thiên Chúa. Rồi rồi tốt. Đây xây cái này lên đã, hồi lính tốt. Rồi lại gửi một này một kia qua thôi, biết sao giờ. Tại mình cũng không phải rút qua đây đi quá nhiều được. Đây xong rồi, ở đây tốt rồi. Đây đây cái này cho nó lên trị an, lên vệ sinh luôn, mình đỡ khổ. Dùng này là coi như ok, dùng này cũng vậy. Dám chơi mình à, đâu có dễ thế. Không có tướng nhưng mà quân anh đâu, chú có dính quân vậy dù hiệp sĩ cũng chơi lại nha. Dù là mình cái tiếng mà nó xả mà nghe mệt luôn á, nó chặt và hơi bị đẹp luôn. Rồi đây xây cái này lên để tự mua điệp viên cái đã, hồi hồi quân lại đủ quýnh nó rồi. Thành này thì cũng tương tự, tạm thủ xíu đi. Đạo quân này gây sức ép với thằng này thôi. Hôm nay bài đặt ra trận hả? Rồi xong, lên một khả năng chỉ huy là tốt. Giờ thấy lên cái đó là mừng rồi. Mấy cái khác à, thằng này cực kỳ trung thành luôn. Tốt vậy thôi, chả cần gì nhiều chú. Chú cứ trung thành với anh là tốt rồi. Mà thiệt binh cũng nhiều đấy. I will see you brought to justice in an honor to serve. Phải đánh thằng này trước. Confronting the enemy. Và nó đe dọa mình để nó cứu mình kia. An honor to serve. Đây, không phải gì, coi như mình quay về mình lấy súng luôn các bạn. We march to battle. Orders my king. Kỵ binh mình hao hơi nhiều, tại kỵ binh mình chịu trận không giỏi. Orders my king. Quân mình dở ở chỗ đó, tại vì kỵ binh mình là kỵ hạng trung, mà còn là kỵ thành thị nữa. Đây ông lên đây với ông này đi. Ở đây thì xong rồi, nhưng mà ở đây chưa mua được súng. Đây cũng chưa được, mà cái thằng cầm súng này tốn nhiêu tiền để nuôi nó ta? 150 á, cũng được. Rồi đây ba thằng cầm súng.
An honor to serve, my lord. Nhưng mà ở đây mình còn cần cái khác nữa. Honor to serve, đây thiếu 5 mà. Lấy 3 con ngựa trước đi. Rồi vậy là 6, tại quýnh xong trận này nó sẽ còn tiêu hao nữa. Rồi, xây cái này lên trước cho bà con có chỗ nhậu đi, đầu tư quân sự nhiều quá thì cũng không được. Rồi, tốt, từ từ rồi tính. Rồi, ở đây vẫn chưa đủ dân. Rồi, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây, chỗ này thì mình mua lại lính thôi. Ở đây mua lại một lính này là xong, đủ 4. Rồi ở đây thì mình nâng cái ruộng lên thì cũng hơi nguy đi, mà thôi cứ nâng đi. Nó có ăn thì nó cũng đỡ quậy mình. Đây mua thêm 2 con ngựa. Có gì đánh móc vô lưng nó. Này thì láo hả? Đánh. Đánh. Đánh tan tác hết mấy cái hạm đội của nó luôn. Mà mình về không tới. Cái đó là cái dở. Khoan đã. Mua một lính cung thì được, nhưng mà hạm đội phải sửa trước. Rồi đánh được chưa? Đánh úp bất ngờ vào ban đêm luôn. Rồi thành công. Thành này thì bắt buộc phải đồ. Tại nó bự quá rồi, không đồ dân nó không yên các bạn. Nãy kia nó là thị trấn thì còn tha được, mà thành thì phải đồ rồi. Cũng hà, cũng thiệt hà, cũng phá hoại cơ sở hạ tầng nhiều đó, nhưng mà ở cái mức mà mình chịu được. Yes, yes, orders my king, my lord, my lord. Rồi. Orders my king. Yes. Ghép quân lại. Yes. Orders my king. Cũng hào phết đấy chứ đùa đâu. Rồi mà giờ nâng thuế lên thì cũng đỡ lo. Dân nó dày mình đỡ cực. Rồi xong. Xây cái này lên trước các bạn, để cho nó tự chủ về điệp viên. Vùng này thì tôn giáo tương đối ổn rồi, nhưng mà vẫn gọi một linh mục ra. Nói chung là làm công tác này đi cho dân nó phục mình tí. Hang này để đẩy qua đây luôn. Ở đây cứ mua cái này được rồi. Lãnh thổ giờ bự quá à, quản nó cực, mỗi lượt đi là nói cái vụ quản này không là mình hết hơi rồi. Rồi. Đây. Mình tiếp tục nâng cái này cho nó có vệ sinh đồ. Nhưng là thành thị phát triển nó với cái này nó phải đi theo. Chỗ này thì coi như là xong việc. Ta đẩy bớt cái lực lượng này đi thôi. Lên này nó thủ trước. Rồi chỗ nào cung cấp lính bắn nỏ đâu. Rồi cũng tốt, cho 4 bắn nỏ về đây. Này nó tự mua lính bắn nỏ thế là xong. Rồi tốt. Cái này chưa xây xong thì thôi đợi. Rồi cái này thì ok rồi anh em đi. Rồi hạ thuế xuống một chập nữa. Mua thêm 2 lính là coi như đủ. Mua thêm một điệp viên luôn, khỏi mất công dời quân chỗ khác lên. Xây cái nhà thờ lên đã, thành phố lớn mà nhà thờ nhỏ là không được. Đây, ra đây truyền đạo đi. Rồi thêm ông này đi chung nữa. Đạo quân này chứ đông không đông, có bạn tài kỵ binh nó nhiều. Nhưng mà nhờ vậy mình sẽ có lợi khi đánh giả chiến. Rồi lượt sau là nó thành cái thành phố rồi, là mình có thể ở lâu thành cái thị trấn rồi mình nâng thuế lên được. Thêm cái cảng ở đây nữa là mình chặn luôn cái đường này. Mình đang giữ cái cảng ở đây. Với ở đây thì nói chung là mình đe dọa được khúc này thôi, nhưng mà mình lấy luôn cái cảng này, coi như là nguyên cái khúc đường này là của mình, là nó bắt buộc nó phải đi qua đây. Nó đi qua cái đường này. Khống chế khu vực biển Baltic. Cái thành này giờ chả còn mấy quân luôn các bạn. Nhưng mà quân tinh nhuệ không mà không đánh được. Thành này là một lính. Mình liều mạng mình lên mình đánh thì có khi cũng được ấy. Nha, mà nó sợ nó cứu viện không ta. Khoan đã, làm liều thử một phen coi. Orders my king.
confronting the enemy honorably, my lord. Dân chơi ngại gì mưa rơi vậy các bạn? Chỉ có sợ mưa rơi là làm ướt đồ dân chơi thôi. Yes, orders, my king. Đây. Move out, joining forces. My lord. Rồi tốt thôi. Đây. Thế trận đang căng. Nhưng về cơ bản là có thể đánh được. Chà, thanh niên này trông kinh khủng quá vậy. Ở đây mua lính được mà đúng không? Mua thêm một lính đi. Rồi vô. Không dám đánh. Cái gì đây? Hả? Rồi đương nhiên rồi. Mình đang đứng đầu mà dân số vẫn giảm, mình chơi mạnh tay quá. Ở đây chỉ mất một tướng à. Ồ trời ơi, tướng chết già nữa rồi. Rồi cho nó chạy về đây, ở đây mình lo mua quân. Đây nè, ở đây mình đẩy quân qua trước, coi hồi quên. Rồi. Từ từ rồi, họ quay lại tính sau. Bây giờ thì từ đây qua đi. Cái thành này là coi nói là ổn nè. Cứ để nguyên vậy là được. Thành này nó lại cho quân này nó đứng nó đe dọa mình. Nhưng mà lính này thì bao nhiêu mà chú làm tàn với anh. Tướng này của anh là tướng giỏi nhất đó, chứ không phải là tướng bèo rồi cho chú bắt nạt đâu. Mà thôi, đường đất thì không nên làm càng nhiều các bạn. Strength and honor, we are victorious. An honor to serve, my lord. Yes. Đợi thêm lượt nữa bắt đầu mua quân ở đây. Đây từ từ thở cái đã. Có một thằng bài đặt mồ ở đây hả? Chú tưởng là chú lợi hại lắm ấy hả? Để coi nào, cho mấy thằng kỵ binh ở lại giữ nhà đi. Mình xách bộ binh theo chơi nó được rồi. Mà nó chơi chứ cho mấy thằng nỏ ở nhà thôi. Mấy thằng kỵ này phải theo, thằng này nó mạnh. Đánh ẩu gì khi thua. Sử nó. Dù là một trận đánh nhỏ nhưng mà cũng đáng. Mấy thằng ném lao nó hay bị tổn thất lắm. Rồi hơi hao tí mà cũng được. Biết ngay là nó quay về nó cứu mà. Đó là một pha vây ngụy cứu triệu đấy. Nhưng mà điều đó có nghĩa là chỗ này của nó hở. Rồi đây. Chỗ này thì cứ ở yên đó. Chỗ này tốt rồi. Chỗ này cũng tốt. Nó hết dám đánh. À lính này không thì sao đánh. Mình đánh được không ta? Chắc không quá. Đánh thử biết đâu thắng. Được lên tướng luôn, trận này khó hay. Là tại nó pháo không mà vô nó không có tướng, nó không biết triển khai. Nó vô là cầm pháo mà không có tướng là thấy dở rồi. Nó vô là muốn pháo á, nó là cái đơn vị nó khá là khó triển khai. Nếu mà không có tướng đi cùng á, pháo ở điên mình dễ chết lắm. Rồi chú này là cũng kinh đấy, nhưng mà anh có tướng. Chú quân đông mà không có tướng. Lại đồ sát. Orders, my king. Orders, my king. Yes. Orders, my king. Rồi mua thêm lính luôn. Không mua điệp viên để lấn ra, tại giờ mình chưa đủ sức lấn. If it is a fight you wish, come close. Cho bốn bắn nỏ rồi ra đánh nữa. Yes. Được không ta? My lord. Orders, my king. Thêm hàng này cho chắc ăn. Yes, lord. Tôi hả? Đánh. Được phong tướng thì chắc là hơi khó cho trận này, tại mình mạnh hơn hẳn, nó có 2 rồi mình 5 lận. We are victors. Orders, my king. Rồi xong. Thằng này mày đứng đây dọa hả?
Anh mua thêm lính rồi anh ra anh đấu với chú đây. Chú đừng có tào lao với anh. Cái chú này đứng đây truyền đạo hoài. Mày phóng ở đây chuẩn bị xử thằng kia. Thằng sát thủ này nó có đúng cái nhiệm vụ là nó xử mấy cái thằng tới đây truyền đạo thôi các bạn. Rồi để coi quân này mạnh yếu ra sao. Vậy là chưa cần thanh niên kia mà hỗ trợ là mình cũng thắng rồi. Rồi này quân ở đây mạnh rồi các bạn, không còn yếu nữa. Yes. Orders my king. My lord. Rồi thế là xong. Ở đây thì cũng có thể tự chủ được rồi. Ê trời ơi. Rồi. Khoan. Cũng là tướng giỏi đấy. Cho ông này ngồi ở nhà ngủ đi, ông này đánh. Tại vì ông là vua, cho ông đánh ông lên uy tín một xíu. Cái vua mà ngồi nhà chơi hoài, đặc biệt vua không ở thành phố lớn mà còn ở thị trấn nữa, dễ bị mấy thằng kia nó chê lắm. Chứ là cái thành này đang cần giữ, thành này thì không cần. Thành này tướng nó ra nhiều khi cũng mệt. Tại thành có tướng mà không cho tướng đi đánh trận thì nó cũng phiền nhiều cái khác các bạn. Chơi phải tính nhiều đường lắm. Rồi vùng này lên được thành là tốt rồi. Rồi tốt, tạm ổn. Dùng này mua lại hai bắn nỏ. Ở đây thì chúng ta mua cái này đi. Rồi đẩy ba thằng này lên đây. Chúng ta dần sẽ chuyển đổi không xài cái thanh niên kia nữa. Nhưng mà luôn chuyển cán bộ thôi các bạn. Cũng được đấy. Orders my king, my lord. Yes. Rồi. Giết nó. Rồi quay lại hãm thành. An honor to serve, my lord. Yes. Forming one. Rồi xong. À, lính súng là không được nuôi nha các bạn. Rồi ở đây đẩy ba này lên trước đi, luôn chỉ cán bộ tiếp. Đây bị dày phải mua nỏ rồi. Ở đây đủ thủ rồi khỏi lo. Để coi nào, vùng này tạm ổn. Vùng này thì cũng ok. Để coi nào, đại mua ba lính thì đẩy ba qua bên kia. 1, 2 ở đây mấy 2 hả? Rồi đẩy qua đây trước, rồi đẩy một thằng này qua, chuẩn bị có lính xịn hơn rồi, coi như mình đi thanh lý mấy thằng lính cũ của mình. Rồi ở đây là tạm ổn, ở đây cũng tốt rồi. Đây. Ở đây thì cứ từ từ xây cái chợ lên đã cho bà con có chỗ trao đổi mua bán. Rồi, chỗ này dân tăng từ từ cũng được. Chỗ này ok. Chỗ này đẩy thuế lên. Rồi xây cái đồn lính trước để nó nuôi giùm mình chứ không chết đấy. Cái tiền nuôi lính mắc lắm chứ không phải rẻ đâu. Chẳng qua là mấy thằng lính này nó không quá mắc thôi. Nhưng mà dưới 6 thằng này là nó cũng ngốn của mình khá khá đấy. 600 mình như là 7 tối hết 750 á. Tại thằng 125 mà cũng hẳn là rẻ lắm đâu. Chẳng qua là không mắc thôi. Rồi đây xây cái này cho nó tự chủ về điệp viên. Ông bác này thì rồi thôi vậy cũng tốt, tự mua lính đi, mua được một thằng lính ở đây cũng được. Ở đây ổn rồi, ở đây đầy quân đây, cứ đi theo thanh niên này là được. Xúc nó. Rồi
Tích chú nhiều mày đã. Rồi lại tổn hao một tí, cứ mỗi lần đánh là tổn hao một tí, anh ta cho quân đi theo tiếp viện là phải rồi. Rồi có gì lát nữa cho thành này nó chở quân qua đây cũng được. Cảng này nằm thành này hiểu cảng nằm đây hơi dở, nằm ngay đây luôn ngon. Rồi thế là xong. Rồi đấy, mọi thứ đang tốt dần lên. Ngay cả cái lâu đài này của nó mà cũng đang bị hãm rồi, nó cũng mệt rồi. Như là mình đánh vô thì chắc chưa được đâu, nhưng mà mình, nó đánh ra cũng không thò, cũng không xong. Toàn lính này không thì bắt buộc phải hãm lâu dài rồi. Có ai có kỵ binh không? À đây, thêm hai ông này lên cho đủ quân đoàn luôn. Tiền đang nhiều để làm gì? Nơi đầu sóng ngọn gió thì phải được ưu tiên thôi. Lên được lính cầm kích này là mừng lắm rồi. Đây gửi tặng ông bác này mấy thằng kỵ nỏ đi, nó không được ra trận rồi. Thế là xong. Có mấy con ngựa này vô nữa thì cũng yên tâm. Con ngựa hút lẫn ngựa bắn nỏ luôn, ngon rồi. Rồi tốt. Quân Nga hầu như nó không mở được trận đánh lớn nào. Theo nick bây giờ thì nó hết tiền, Litva còn đúng chụm ngay đây, không làm được gì mình. Đang mạch thì nó ở yên trên này rồi, mà sợ là nó đang tập trung phát triển khu bên này nè. Còn bên này nó nguồn lực nó không nhiều. Thằng Na Uy thì sau một thời gian bài đặt kéo tàu đi quẩy, mà đi quậy mình thì cũng không làm gì được nữa hết. Rồi đây, lãnh thổ gia tăng sự kết nối, thế là xong. Cái gì đây? À nó đánh mình hả? Ai chà, tướng giỏi quá mà lính mình thì chẳng có gì, lui lại. Đứng sát cái thành của mình luôn ha. À, nó nói lại được một đường luôn rồi nè hai. Rồi thành này muốn thanh niên này nó nghĩ nó lại. Biết là chú mạnh nhưng mà ít không thể thắng nhiều. Đạo quân này chắc cũng xịn đấy. Nhưng mà ở đây chắc không có cái lệ là thắng thượng tướng thì phong thượng tướng, mà thắng đại tướng thì phong đại tướng rồi. Nên thôi chú chỉ ở yên đó thôi nha. Rồi đây hồi thằng này. Giờ thì mình đi xây cái đường lên trước rồi đã. Cần kết nối lãnh thổ. Rồi ở đây thằng này nó cũng xuống đây nó làm gì mình đây, tính chính xác hả? Chính xác thì gọi cái thằng gián điệp đi được rồi. Cảm luôn. Ở đây chưa vững, chưa đi được. Đây từ từ để thở đã. Chỗ này cũng từ từ. Xây cái này lên cái. Thêm một lượt nữa hẳn mua quân. An honor to serve. Đây. Bình tĩnh. Orders my king. À chưa được, quên mất. Đánh. Đánh. God be with us, man. Rồi tốt, thiệt binh là cũng kha khá đấy. Rồi xong, nhập vô hãm thành này thì cứu của biển hả? Đây là đánh điểm diệt biển nè các bạn. Anh lên pháo đài rồi nhá. Mấy chú đừng có mà tào lao. Đây xây cái đường lên đã rồi tôi nói chuyện với chú sao. Rồi mua thêm tí lính đi. Lại xuống thăm dò. Này có cái gì mà ba thằng hả? Rồi chừa lại ba ông này giữ nhà. Ông này kéo quân ra đánh. Đánh này thì bài đặt. We are victors. Marching to battle with pride, Lord.
enemy lies defeated. We are victors. Rồi xong. Xây cái ruộng lên cái. À đây xuống đây đe dọa mình nè. Này. Ai 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 lui lại. My lord. Orders my king. Khoan hai này hai kia đi. My lord. Ai. Tỉnh. Đánh cái thế nó phải cân bằng mới đánh được. Đó, nhất thì yên tâm mình lui được vô thành. Không bị làm sao. Đây lùa bà cho ba con ngựa qua lùa thằng này chắc cũng được. Chơi nó. Chú đánh nó loạn, chú đánh không xong nữa là hơi dở đấy. Rồi chạy kia phụ cái đã. Rồi đây tại lính nó hơi tinh nhuệ mà tướng mình thì cũng không được giỏi cho lắm. Tướng mình còn đúng hai ông. Mà ông tướng với ông cận vệ, mấy ông cận vệ kia chết hết rồi. Kỵ binh bèo quá, toàn hạng trung thôi. Thật ra tướng của kỵ bảo vệ tướng là kỵ binh hạng nặng. Mấy ông này chắc tại bèo quá. Ông mua hai lính đi. Chứ nãy giờ hồi hồi không mà không đủ. Đây. Đây xây nhà thờ lên. Mua lính. Rồi, giờ xử cái thanh niên này đã. Này thì truyền đạo này. Rồi lại phải chạy về đây. Ông sát thủ này chắc cũng lưu danh sử sách luôn rồi. Ấy à. Mò sang đây cơ. Đánh. Nó giỏi quá. À nó có mấy thằng cầm rìu này luôn mà. Nó mạnh là phải rồi. Lính mình làm sao chơi lại mấy thằng cầm rìu đó. Hồi lính đặc chủng của nước Nga đấy. Nó ngang cơ với mấy thằng Đông La Mã luôn mà. Đây. Rồi nếu đã như vậy thì phải đem quân lên cứu thôi. Đánh mấy thằng này xong rồi lên cứu. Rồi đây mua lại lính nỏ nè. Đây mua một lính trước đi, mua được nhiêu hay nhiêu. Rồi thôi đẩy lính này lên. Mua lại ba. Rồi từ từ mình đẩy lực lượng lên tiếp. Cho nó thở cái đã. Ở đây tốt rồi không nói. Ở đây ok. Ở đây có một thằng dị giáo. Này thì dị giáo. Nó rồi ba Lan nó mộ đạo lắm. Ba của bạn Lan là rất mộ đạo nha. Quân Nga làm khó được mình đấy. Nhưng mà cũng chỉ tới đây thôi. Rồi đây mua trước ba con ngựa đề phòng. Ở đây thì tạm ổn. Ở đây thì chưa ổn lắm. Mua thêm hai cái súng nữa. Và một lính này. Ghép lính lại nào. Biết ngay là thiếu xíu mà. Lính kia cũng thiệt hại bớt ít rồi. Nó không đủ sức đánh ra. Mình lấy thêm mình cho một thằng này vô nữa. Thế là xong. Kỵ binh đó cho nó ở giữ nhà đi. Tại này là công thành thì ưu tiên bộ binh hơn là kỵ binh. Kỵ binh theo là có gì hỗ trợ thôi. Đây cái chợ này là chợ bự. Rồi tốt. Chỗ này xây cái chợ lên. Chỗ này dân lên không đủ à. Hay thế nhỉ. Rồi đây. Còn tàu mình sao bạc hết rồi. Ba Lan chưa bao giờ mạnh được gì kỵ binh đến mức này. Hay đấy. Rồi xong. Rồi. Chưa đủ nữa. Rồi chỗ này. Xây nhà thờ lên cho dân nó có vệ sinh xíu. Coi như xây lên đời 4 là nhà thờ nó làm được chức năng của cái bệnh viện.
nhưng mà thế thì cũng ngon. Và ở đây vậy thì cũng tốt. Order's my king. Đây đánh vô đây. Hãm thành. You should fear us coming, my enemy. My lord. Forward. Để coi nào, còn ba ông này cho đi luôn đi. Rồi xong. Ở đây chỉ việc mua thêm hai lính nữa là xong. Ở đây thì xây tới cái này. Một lính nỏ nữa. Và được hai. Ở đây cho hai lính nỏ lên đây. Ở đây là mua một lính nỏ. Rồi tốt. Thành này thì có bộ khó công đấy. Nhưng mà lính mình lính lâu đài cho nên đó là chuyện khác. Since I love my people, I could never love you. Chỗ này thì cứ hãm thành. An honor to serve. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Đánh vô không được thì mình hãm cho nó chết luôn. Bài đặt tụ quân ở đây đông hả? Mua thêm hai con ngựa nữa. Lính này chắc chắn là tinh nhuệ rồi. Mục tiêu tiếp theo chắc là cái thành này rồi. Không chạy đâu được. Thử gài đêm viên vô coi được không. 64 hả? Còn ai? Rồi ok, thằng này tình báo nó yếu lắm, đúng rồi. Mấy ông hiệp sĩ này rất là trọng danh dự nên tình báo yếu xìu à. Mục tiêu xem lại nào. Phải diệt phe Teutonic, tức là phải giết hết phe Teutonic luôn, không được để cho thành nào của nó sống sót. Và phải chiếm được Marienburg. Rồi. Rồi lại có người tới đây dành chỗ truyền đạo với mình. Thiệt. Cái ông đó suốt ngày ổng dành chỗ truyền đạo thôi. Đại bố mà chạy qua. Ê, mấy khi hòa đâu. Ông nữa chạy qua. Thế là đủ. Ông nữa đi. Thành này nó bất ổn. Thành này nó ổn. Ông vua mình là hơi bị giỏi luôn đấy. Rất mộ đạo. Mà rất cũng rất tàn bạo luôn, vừa mộ đạo nhưng lại vừa tàn bạo. Mà uy quyền thì gần như không có. Nó đúng điểm, thiệt buồn. Rồi tốt. Để coi mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Đan Mạch nó phá mình. Này thì phá. Phá anh mà dễ. Bây giờ tài chính của mình mới đi xuống chứ không phải dân số nữa. Rồi thì không sao cả. Bình thường. Phú Bình hả? Đánh được không đã? Được, thành này kiên cố quá. Thành phố mà rất kiên cố. Chặn chỗ này lại. Đây không sao, có quân để mua thì sợ gì tụi nó. Thêm mấy con ngựa này nữa cho nó chạy về nãy. Cày thế nhỉ. Nó chơi kiểu này mình không cách nào mình cứu viện được. Đánh chỗ này lại hở chỗ kia. Rồi đây, chạy cái vèo về đi. Ngày chạy trước. Không nên giao chiến quá nhiều ngoài đất trống trong trường hợp này, tại lính mình yếu. Rồi tốt. Xây cái quán rượu lên. Rồi hai thành này chuẩn bị hợp binh. Lính ở đây nữa. Đây tốt rồi. Đây một lính. Rồi nhà thờ lên mát luôn cho nó mộ đạo.
sát thủ đâu. Sợ. Cứ cái đà này thì mình muốn đi đây lên xử thanh niên này. Cứ sát thủ mình là nó cứ phải chạy vòng vòng ở đây suốt thôi. Rồi đây cú binh lên tới rồi, đánh hai mặt giáp công, lùi về biên giới đi. Biết là chú lợi hại nhưng mà quân anh đâu. Này thì chú đùa với anh nè. Rồi nâng giáp, nâng đồ lên. Thế thì tốt. Phục binh thủ hiểm. Để coi nó làm được cái gì. Khu này tương đối an toàn các bạn, không lo gì cả. Đây, rất tốt. Chỗ này cũng đủ, chỗ này cũng không thiếu quân. Ở đây cũng tốt, ở đây cũng ok. Đây lên thành được rồi, hay. Ở đây thì lên cái chợ, khuyến khích giao thương. Chỗ này thì ổn rồi, đợi đủ dân để lên thành thôi. Không biết là đánh được nó hay sao. À, nó có mỗi một thằng tướng. Chẳng qua là nó phối hợp với cái thằng ở trong thành nên mình thấy nó mạnh thôi. Đây, tiếp tục hãm thành. Nhưng mà vấn đề thằng này bắt nó đứng ngoài lâu quá có sao. À không, nó mát trung thành rồi. Thằng này thì không cùng một dạng như lã bố cho nên không sao. Rồi, chưa thấy gì nó dùng tới hải quân. Thôi giờ là hải quân bây giờ mình đóng ở đó mình canh chừng thôi. Nói chung á là cái khu này thì biển nó không có nhiều, cho nên biển nó chỉ có một khúc ở đó thôi. Thành ra là cái mặt nam thì mình cũng không đầu tư cho hải quân nhiều lắm. Nhưng mà chỉ vậy mấy cái tỉnh sâu nội địa này thì thường nó nghèo hơn mấy cái tỉnh bên ngoài. Rồi đây, vậy là nó sẽ nuôi lính giùm mình. Ở đây thì cũng tốt rồi, không nói. Đây, chỗ này lên nhà thờ luôn. Chỗ này xây cái này đi cho bà con được chơi tranh các bạn. Xây cái này lên cho bà con có chỗ uống rượu vui vẻ nào. Xây cái chợ lên đã, chợ nhỏ nhỏ thì cũng được. Đây, hai ông lính nỏ vô đây, thế là xong, đủ bốn ông. Thành này là coi như ổn. Rồi, giờ đánh một trận cho rõ mặt anh hùng, sau đó đồ thành. Nhưng mà đồ thành là việc không thể tránh khỏi. Nhất là mặc dù nói với mình cùng tôn giáo nhưng mà phải đồ thành. Không đồ thành nó không ngoan các bạn. Đây. Thiếu có 4 rồi hả? Đây mình lên tới 5 lần. Mấy anh này quân full rồi, không nói. Rồi, mình lấy quân ở đây đi. Chuyển qua. À, chỗ này lại không chuyển tiến quân. Rồi, vậy thêm quân ở đây vậy. Thằng này nó cũng tự tuyển được. Đây, phá này. Rồi, vậy thôi. Nảy lên. Đây, một cái cảng nữa. Ở đây hình như là mình cũng đang phá mấy cái cảng, còn có cái làng chài không. Nếu nào mình mất cái đường buôn bán ở bên này. Ở đó từ đây đi qua đây đi được bộ ngon đường thủy rồi. Tại vì tự nhiên đi thủy phải đi qua đây, đi vòng về đây. Có điều là nếu mà vận tải hàng hóa lớn thì đâu phải đi như vậy các bạn. Tại vì được bộ thì nó đi hạn chế hơn. Nếu mà chỉ hàng hóa số lượng lớn
Rồi xong, nguyên cái mảng bên này là của mình rồi. Đây, nó có cái cảng này nhưng mà nó cũng đâu có làm gì được. Toàn bộ là cái đường tuyến đường hàng hải, cái này là do mình khống chế. Cái thành này chắc là hơi nhỏ. Ở đây có cái, à nó có cái nhà này rồi, sửa lại là mua được điệp viên thôi. Nó thủ chỗ này hơi chắc, tại chỗ này nhiệm vụ chính mà. Nhưng mà nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ gì thì cũng vậy. Ở này mà nó xây được lên cái thành phố về là cũng hơi bị đỉnh rồi đấy. Ây da, rồi tốt thôi, tiếp tục cuộc vui. Một cái thương hội nữa lại được dựng lên. Cứ thế mà chúng ta giàu thôi các bạn. Tiền, nhưng mà năng lực tài chính của chúng ta đang giảm. Phần là do chúng ta chi tiêu nhiều quá. Rồi, được. Lượt sau là đường xá được nâng cấp rồi, là lãnh thổ chúng ta lại được kết nối. Rồi, tốt. Ở đây lại mua lính. Ở đây cũng có trách nhiệm mua lính. Thằng này đánh phát cho nó ve luôn đi. Trời, cái thằng nó bị vây rồi, nó ra cứu không được đâu mơi. Rồi đây, anh em đâu? Đánh. À, thanh niên kia chết luôn, tại đâu lui được nữa. Rồi xong, một thành nữa lại mất, đồ thành không nói nhiều. Lại dị giáo à? Chết tiếp. Cái đám ba lan này nó mộ đạo cực kỳ luôn các bạn. Thành ra là dị giáo là nó xử đẹp luôn, không có tha ai hết trơn. Rồi đây, thế lại được tăng lên mà, thế là chúng ta có tiền thôi. Rồi giờ xây cái nhà này trước đi, để có gì còn tự mua điệp viên. Chỗ này tình hình tôn giáo ra sao? Dị giáo cũng còn đông đấy. Ghé buông lại. Chả còn được nhiêu. Mấy ông cầm súng này là bắn cũng ác chiến dữ lắm. Orders my king, my lord. Orders my king. Rồi xong, thành này là tạm đủ để thủ. I answer to a higher. Ở đây thì ông này trông cũng kinh. An honor to serve, my lord. Nhập lại, yes. Nhập lại, my nhập lord. Lại. Rồi tốt. Ông này chỉ cần dẫn theo cái đám lính đánh thuê với lại cái thằng Hussa này là đủ rồi. Hãm thành. Đánh thuê thì mướn thêm được ít này à. Cũng được. Rồi đây. Ở đây thì chúng ta cần 10 lính. Được lắm, 10 lính. Đủ 10 luôn. Xong. Đây mua lại lính, đây là xong rồi. Litvai hầu như không dám động binh. Ngày bài đặt đem quân tới dọa ma mình thôi. Đánh. Nó cũng mạnh đấy nhưng mà ít. Ít thì không thắng được nhiều. Rồi. Tướng mình lên máu. Thêm điểm trung thành luôn. Tướng này thì cũng không trung thành lắm. Mà nó tương đối, điểm trung thành nó tương đối cao rồi các bạn. Ây chà. Pháo không lại nữa. Xử. Ông này chắc thành siêu sát thủ luôn rồi. Trời ơi,
coi coi. Oh, quá đỉnh luôn các bạn. Giờ thiếu cái súng nữa thôi là ổng thành sát thủ huyền thoại. Cái súng giống như cổ tay của SGO Tintori ấy. Rồi. Đây, tốt. Hầu như chỗ này là không ai dám giành với mình nữa rồi các bạn. Tại cứ xuống là chết, ai dám giành. Đây. Nâng này lên cho nó lên, chị An miếng. Chỗ này vẫn không đủ dân. Mà thôi, không đủ cũng được. Mua lại một lính nỏ đây là xong. Mấy cái khu này là hậu phương rồi. Đây, chỗ này mua xây lên cho bà con coi vẽ tranh. Ở đây xây cái nhà lính. Ở đây thì xây cái tòa thị chính. Chỗ này thì phát triển tốt quá rồi, xây cái chợ lên. Tại chỗ đó giờ nó không làm nhiệm vụ mua quân nữa. Đây, quán nhậu cỡ bự đây. Từ từ đã. Cái gì nữa đây? Lại nữa rồi. Phù với chả thủy. Ở đây không phải là thế giới của Harry Potter đâu. Phù thủy này. Trời phù. Trời ơi, thổi phù phù luôn bây giờ. Hey hey. Rồi thằng này bị hãm và không cách nào đánh ra được. Tội nghiệp, tội nghiệp. Rồi đây xây cái xưởng vẽ tranh lên. Ở đây thì cứ thoải mái thôi. Mình ở đây mình kiềm chế nó đánh mình không được, mình đánh nó cũng không xong. Nó không đánh được tại nó biết là mình có tiếp viện. Một thành thì nó đánh được nhưng mà nhiều thành thì không được. Đây. Set sail. Yes. 1 2 3 4 5 6. Rồi xong. Đậu đây. 2 3. Rồi xong. Đây 1 2 3 4 5. Vô. Come too close and I will not seem so ladylike. Ây da. Tốt thôi. Chỗ này thì khoan đã, xây cái nhà thờ lên trước. Orders my king. Tốt rồi. Mà nãy mình gọi linh mục ra ở đâu nhỉ? Mém tí nữa quên không? Nhớ là có gọi linh mục mà. Rồi tốt. Thành này lượt sao công cũng được. Đúng đội hiệp sĩ với thằng tướng thì cũng không biết làm gì. My lord. Men, march. Đây chắc chắn là mua được điệp viên rồi, không nói. Yes. Cho đứng đây đã. Một cái thị trấn và một cái lâu đài. Mình chiếm cái thị trấn trước là cái lâu đài nó xong luôn. Đơn giản là cái lâu đài nó tự nuôi nó đâu có nổi. Ở trên đây lại là đất nổi loạn à. Ông Đan Mạch này ổng không lo đất của ổng mà ổng lại đi lo đánh mình. Rồi xong, vậy là coi như mình kiểm soát hai cái cảng này nữa là đối phương xong đời rồi các bạn. Mình cũng chả ham cái đất trên này làm gì, nếu mà vậy mình với Na Uy ngăn sông cách núi rồi mình cũng chả cần nữa. Đạo quân này là quá tinh nhuệ rồi. Yes. Đây có quân gì đâu. Nhưng mà vô được không mới là vấn đề nữa. 76 vô không xong nữa thôi. Hơi bèo đấy. Ở đây quân chúng ta ngon rồi. Cái này chiến thuật lấn đất giành dân của mình nó khá hiệu quả. Còn chiếm được có một miếng vô đây thôi hả? Hơi bèo ha. Đây mà đây còn phải 7 lượt nữa nó mới chịu hàng. Đúng rồi, là nó sẽ ra đánh chứ không phải nó chịu hàng đâu, nó hàng thì mình cũng mừng. Rồi, lãnh thổ kết nối.
một cái thương hội nữa ra đời. Rồi, tất cả đều xanh, tuyệt vời. Nhiệm vụ gì đây? Khóa cái cảng đó hả? Tôi chuẩn bị tôi chiếm luôn rồi chứ khỏi cần khóa. Mà cảng này cảng nơi loạn khóa làm chi vậy mấy ông thần? Điệp viên chỗ này mất. Rồi, bình thường. Ông này tới tuổi cầm quân rồi hả? Rồi, ở đâu chưa có tướng nên cho ông cầm quân đó. Đây, cũng qua đây ngồi chơi. Nổi loạn rồi, bài đặt spawn ra ở đây nữa. Mấy nổi loạn này trông cũng kinh đấy. Rồi, đã vậy thì đây từ từ tính. Đánh. Đánh. Trời. Bố bắn nỏ đâu. Xúc nó. Đánh trận này mà được phong tướng mới lạ. Rồi xong. Đây hồi lính thôi. Rồi từ từ qua bên này đã. Theo thứ tự giống thôi mình quên. Lãnh thổ giờ rộng quá rồi. Đây xây một cái cảng lên đi cho bà con có chỗ. Chiên sao vô được không? 58 thôi ngồi yên đó. Rồi, chỗ này thì cũng ổn. Xây cái một ruộng lên trước đi. Cái dân nó tăng. Your people's way is thì tốt rồi. At the best. An honor to serve. Rồi đây, nâng giáp, nâng trụ lên đã. Ở đó mình cứ kiềm chế 1 lít va thôi. Rồi đây. Bài đạt đứng sau lưng mình, dọa ma. Quân không có thì thôi đi ông ơi, gớm khổ ông. Ông lui quân giùm tôi cái. Lui quân về đi, trời ơi, có 81 thằng. 81 con trận 106, 107. Bài đặt quýnh mình nữa kìa trời ơi. Rồi xong cái thành này là bị mình phá tan bành luôn. Đây, cái này. Chỗ này tình hình tôn giáo giảm bỏ là phức tạp rồi. Mua luôn linh mục. Tại nó gần Nga đó các bạn không? Chỗ này nó tranh chấp thức tranh thống giáo đồ nhiều lắm mà hên quá nó không có. Nó lại là có mấy cái kia thôi. Sát thủ đâu? Sử. Rồi. Ông Nga không còn sát thủ ở đâu nữa, ấy là còn linh mục ở đâu nữa không trời. Mà nó cũng khôn nha, nó không bao giờ nó cho tướng nó đi đâu. Chỉ có lính của nó đi thôi. Nó cũng sợ mất tướng tại nó biết là nó có khả năng cao là nó quýnh lại mình. Rồi. Chơi nó. Trung vô. Lên cái gì? Một lòng điểm trung thành. Khả năng chỉ huy á, vậy mới được, cần cái chỉ huy thôi. À không, thằng này cũng cần trung thành. Để cái ông này. Rồi xong. Khổ mấy ông này luôn á. Rồi xây cái chợ lên. Chỗ này hết mua quân được luôn rồi. Đây từ từ cứ thở. Ở đây nó cũng chưa dám làm gì mình. Đây thì vô không được. Cứ đứng đó đi. Thằng điệp viên của nó thì giỏi quá. Nó cứ đứng ở đó hoài. Mình không dám làm gì nó. Tại vì không đánh lại. Ở đây cũng không vấn đề gì. Sao tình lượt này nó loạn nhiều thế. Này nó loạn mạnh nó chứ không yếu đâu. Nguyên cái băng cướp này là hơi bị giá trị luôn. Cái thành này là mình còn giữ lại được cái này nè các bạn. Nhưng mà tiếc là nó chỉ có tác dụng là cho thêm 5% hạnh phúc với lại cái này thôi. Chứ nó không có cho chúng ta được thêm cái gì hết. Tôn giáo chỗ này thì nó kém quá. Rồi thôi đem quân quá nhiều cũng không được. Đây cho ít ít thôi. Rồi biết đâu đánh trận này xong được phong tướng. Để tôi nói khó. Không, chưa đủ đô. The enemy lies defeated. We are victors. Như là trận này đánh thắng cái đám nội loạn này thì chắc cũng không có gì gọi là đáng khen lắm, nên nó không cho. Thôi cũng được.
người không nên đổ quá cao các bạn. Đổ ở đây tốt. Ở đây từ từ. Đây. Tốt thôi, tốt thôi. Đây, xây cái quán rượu bự bự lên. Tiếp tục xây cái tháp này vô mình chuẩn. Một đống tháp kiểu này nó vây một thành là mình nhớ tới lại cái vụ trong Assassin's Brotherhood ấy nhỉ. Đoạn đầu á, lúc mà đánh vô cái chỗ nào mà thủ phủ của Ezio Auditore ấy nhỉ. Công nhận lúc đó là quân phe hiệp sĩ dòng đời là nó hơi bị đỉnh luôn á. Đông không thể tả luôn. Mình thì lúc đó có gắn mới đầu vô giới thiệu mình thấy mình gắn được hai khẩu pháo lên trên thành là mình thấy mình cũng quá slash rồi. Nhưng mà tới lúc đó nó kéo nguyên một dàn pháo tới nó bắn rồi mình bắn pháo xong rồi mình quay qua mình bắn mấy cái tháp nữa. Công nhận lúc đó là mới thấy là sự khác biệt giữa hai bên là quá cao. Quân mình hầu như không là gì với quân nó luôn. Rồi tốt. Anh em đi tiếp. Rồi cái thuyền này nó làm xong nhiệm vụ của nó rồi, quanh về đây. Ông này đi vô. À, vừa đủ số lượng luôn. Tốt, tốt. Tốt. Ở đây chưa vấn đề gì. Còn phải phát triển lâu dài. Chỗ này nâng thuế lên được chút nữa và khỏi lên dân. Tôi không cần mấy ông lên dân. Chỗ này thì tình tôn giáo ra làm sao? À, tốt rồi, khỏi mua. Rồi, đã thế thì nâng cái này lên trước đi, mình cũng chưa cẳng người mua quân ở đây. Yes. Vô đây. Cần hàng điệp viên thôi. Cho chạy qua đây. Đứng về đứng sát nhau rồi. Nó không làm được mình thì muốn được lính đến thuê, mà lính này ta cũng không cần. Rồi, nó cho quân bớ chạy qua đi bớt. Và quýnh xong trận này chắc cũng hao tốn ít nhiều rồi các bạn. Nhưng mà chả sao. Ây da. Thiệt là khổ quá đi. Lãnh thổ càng lúc càng rộng. Quảng không nổi luôn. Tướng này thì không 4 sao là cũng là giỏi rồi. Nó bảo vệ chỗ này thì mình cứ đánh chỗ khác. Bỏ chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, buộc địch phải đánh theo cách của ta. Một cái chiến thuật rất cũ của ông Trần Hưng Đạo nhưng cực kỳ hiệu quả các bạn. Ông Nga này đất ổng cũng được nhúm vô đây chứ không phải ít đâu. Nhưng mà vấn đề ở đây là ổng không có dám tung tướng ra, tướng toàn nằm nhà không. Nó đánh mình, đánh đâu mặc dù nhiều lúc quân mạnh ấy, mà đánh không lại mình. Nó cứ ráng nó cho linh mục xuống, nó lôi kéo dân mà linh mục nào xuống là cũng bị sát thủ của mình làm gỏi hết. Thằng này thì cũng giờ không dám về luôn. Thật ra nó huy động đại quân, nó đánh vô một điểm thì khả năng cao nó ăn mình đó chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà nó lại không dám làm cái điều đó. À, cũng cuối cùng có mấy ông cầm súng này nhìn thấy quân đội mình nó quá slash hơn được chút. Có điều súng này là chỉ bắn thời trung cổ thôi chứ qua thời cận đại súng này cầm ra người ta cười cho. Đơn giản là tại tầm bắn ngắn quá đó mà. Rồi vô. Cái gì đó? À rồi ok, chỗ nào đây? Phải coi. À thương hội chỗ này tốt. Đó bây giờ các bạn thấy không? Chỗ nào hầu như là mình cũng tuyển được kỵ binh thương nhân đó, mình không tuyển thì mình dùng cái nó để mà mình làm cho cái kinh tế mình nó phát triển thôi. Trời ơi ông này điệp viên ông chết. Nhục vậy ông. Điệp viên nó chắc già quá rồi. Thằng kỵ binh nè. Mình ba thằng cầm thương nó quýnh mình là nó dở. À, tưởng quýnh vậy mà được phong tướng là tôi cũng loại không luôn. Rồi xong. Đánh luôn cho rồi đi. Trời, vậy mà cũng tổn thất nặng. Rồi thôi, riêng chỗ này thì tha. Đơn giản là tại vì khoan từ từ đã, phải đem lính ở chỗ khác lên đây. Trời, vậy là phải tính lại nha. Cái lâu đài này vậy là chứ cũng khó lắm. Tại nãy quân trong thành của nó mạnh, mình đánh vô cái giờ tổn thất nhiều. Mà nó tuyển quân ở đây thì rất dễ, mà mình tuyển quân lại rất khó.
lại đe dọa nữa. Ông ơi là ông có thấy quân của ông là quá ít so với quân của tôi không? Ba đội kỵ binh thì ông làm gì tôi? Tiệt, ảo tưởng sức mạnh. Nó cứ nghĩ nó là hiệp sĩ vô địch, siêu cấp vô địch thiên hạ hay sao ấy. 180 thằng kỵ binh đòi chơi cái đạo quân gần ngàn lính của mình. Chú nghĩ chú là ai? Siêu nhân hả? Rồi, vừa quýnh lại vừa thở tiếp vậy. Đây, nâng cái nhà này lên đã. Quản lý cho nó tốt xíu. Rồi, xách theo hai cầm rìu lên. Rồi, tiếp tục đi. Ở đây lại mua quân. Rồi, xong. Lại nổi loạn. Ôi giời ơi, tôi lại mấy ông luôn. Sát thủ của mình về đây đúng chỗ rồi nè. Xử nó. Rồi, tiếp tục tới lão này. Nó tranh chấp dùng sâu, nó đánh không tranh chấp nổi. Giờ nó qua, nó tranh chấp cái dùng ở xa xa tí. Rồi, đây. 4 ngày chắc dư sức đập thằng nổi loạn. Nó không chạy là nó tương đối đấy. Nổi loạn này chắc trâu. Đậu trâu đến đâu cho nó mạnh dữ người ta. Chắc tại kỹ binh bèo thôi. Rồi, tướng đâu dẫn cái đám cầm rìu ra nói chuyện đó. Bị dướng hả? Rồi vậy mình cho tướng mình dẫn quân xuống đây xử cái thằng này. Rồi xử nổi loạn luôn. Chơi. Nhào vô. Chơi. Này thì nổi chả loạn. Mà thế này nguy hiểm. Ba mua tí lính đi. Ở đây cũng có nổi loạn. Mấy thằng cầm rìu đâu? Xách rìu xuống xả nó cho anh. Xuống tới hả? À? Nhục vậy. Vậy đi, tránh nó ra nó đánh mình. Rồi đây. Tốt thôi. Nâng thuế lên chập nữa. Mua hai lính. Rồi. Đẩy bớt lính về. Đây. Rồi tốt rồi. Ở đây thì lại có chuyện. Ở đây mua được cái này thôi. Đem quân sang dọa. Chú dọa ai? Quân của chú thì tinh nhuệ đấy, nhưng mà không bằng được quân anh. Quân anh đông lắm. Nào nấy cũng đem có một tí lính ra rồi sao đó sang giống như dọa ma mình vậy đó. Nó là thấy quân anh tinh nhuệ không? À, đúng là quân của chú là tinh nhuệ thật, nhưng mà có nhiêu đó thì không làm gì được em đâu. Em đông quân, em đông lắm. Dân quân, nói chung là các bạn đừng có coi thường mấy thằng dân quân này. Các bạn cứ tưởng tượng là chúng ta quân đội của chúng ta với quân đội nhà Tống vậy đó. Tuy đó là nếu mà xét về thực lực thì không mạnh, nhưng mà rất là khó bị tiêu diệt hoàn toàn các bạn. Đây, cho hai cầm súng này theo, dẫn theo một tướng, dứt nó. Chơi. Thế xong. Quýnh xong lên đồ luôn, quá ngon. Rồi. Từ từ rác là chia sẻ sao? Lui binh về tính. Cho cái tình thế này mình đang bị gặp rắc rối trong vấn đề quản lý nhân sự. Tại nó đông mà nó bố trí không đúng vị trí mình muốn. Này di chuyển rồi. Cũng đúng thôi, nó giờ nó đâu có làm gì được nữa. À, ở đâu xuống đây à. Một thằng đứng ở ngoài. Quân không phải là quá đông.
nhưng mà cũng không thể không đề phòng. Đây, xách cái đống súng mày lên cho nó biết tay đi. Hiệp sĩ hả? Hai tướng cùng hãm thành. Mua thêm một kỵ binh. Ông này đi về. Rồi, hồi đến đi. Rồi, đây, vô. Tốt. Xây nhà thờ lên. Đây không có gì, đây tiếp tục phát triển. Rồi, tốt. Cho bà con được coi vẽ tranh đi. Phát triển hội họa, phát triển văn hóa quốc gia. Rồi, rất tốt. Chỗ này thì cũng có thể nói là ok. Nhà thờ đâu, xây lên cho nó lên vệ sinh cái coi. Rồi, tốt. Có cướp biển hả? My lord, as ordered. Rồi, đây. Bây giờ mình lấy lính từ hai chỗ này vậy. Rồi xong. Từ từ thở đã. Quýnh trận nãy giờ liên miên rồi. Ở đây tạm ổn. Ở thành này nãy hình như mình không có đồ thành. Đây mua điệp viên nào. Bất quá phải lấy lính ở đây qua. Chứ không thì mình cũng mệt. Ở đây mua lính được không mới là vấn đề đây. Dùng này nãy giờ mình mới đồ xong nữa. À nó lên được. Nó lên được thành mà nó không lên. Thảo nào nãy giờ cái thành này của nó cứ loạn cào cào. Như là ngũ hồ loạn hoa ấy. À không, nó không đủ dân lên, xin lỗi các bạn lộn. Mình là tại mình đồ thành cái thành bị hư thôi. Sai. Ở đây đến nó xịn quá, nó qua nó đánh là mình mệt đấy. My lord. Nếu đánh thuê không thì không biết làm được cái gì không. Sắp được rồi, tại những cái chỗ này là những cái chỗ quan trọng. Chỗ này Bắc Âu thì thường tình hình tôn giáo nó cũng không yên. Mà ở đây chưa mua linh mục được. Dư ngô nè, để mua linh mục ở đây. Chỗ này không cần nhưng mà bên này cần. Hết cả hơi. Kết thúc cho hôm nay nhưng có xem ra chắc phải 2 tập nữa các bạn. Tại giờ mùa lượt đi nó dài quá. 42 tỉnh luôn rồi. Giờ mà mình chơi nữa đánh xong Teutonic chắc phải 50 tỉnh coi như là match chứ coi như là xong cái dài luôn chứ ngắn nữa. Này nó lì quá. Nếu vậy lát nữa là mình đẩy mấy cái thằng lính tào lao của mình đi thôi. Để cho mấy thằng này nó giữ thành. Hai thằng này là 5 năm 2 nữa là 7 rồi. Qua đây mình lấy thêm để coi. Qua đây lấy thêm 2 bắn nỏ nữa. Rồi 2 lính thường này nữa là xong. Rồi tốt. Một cái cảng nữa. Thấy là ta lại mở rộng ảnh hưởng ở vùng biển Baltic. Và nói chung là đất nước chúng ta đang phát triển. Ba tướng ra đời, trời ơi, rồi bắt đầu nó nở tướng ra nữa rồi đấy. Ông này thì ở đâu? Ông này ở đây. Ông này ở đây luôn. Rồi, tốt thôi.
đang cần nhân sự ở đây chứ cũng thiếu lắm. 42 tỉnh mà có 27 tướng à. Rồi cũng tốt. Rồi ở đây vậy là ngon rồi. Xây nhà lính lên nào. Dọa ma nữa. Cái này dọa ma này. Quýnh riết có khi được lên tướng. Ông cũng hao binh tổng tướng ghê ta. Hơi đánh giá thấp nó đấy. Tại vì mình đánh một phát như vậy mà nó hao binh lắm luôn á. Chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận. Ở đây chưa mua quân được tại chưa có lên lò ràng nè. Ở đây là nó có cái thương hội rồi thì cũng được. Chỗ này thì cũng không ổn lắm đâu. Đây, có súng ở đây rồi. Kỵ này thì về đây. Ông này về đây. Lính nào thì để vào về đó. Your people's ways are blasphemous at best. Rồi đây. Vô. Vô vô vô. Your will shall be obeyed. Để xem nào. Lính này thì ba chân bốn cẳng chạy về đây. Còn mấy ông này chạy lên trên này trước, đứng ở đây ngay cái tháp. Sau đó lên hội quân với ông này là xong. Ở đây thì chúng ta bắt đầu chúng ta mua lính nỏ đi. Tại giờ lính kia mua không được. Ở đây hội quân cái đã. Lát nữa lấy quân của ông này mình sẽ đi đánh tiếp. Mình đánh cái thành này. Thành này thì ngồi yên đây cũng được. Ông này mới về thì không nên làm căng. Vấn đề là ông này thì nên đem quân đi đánh một tí. Nó có 4 này thôi. Mình sách chừng 5 này xuống đánh được rồi. Đánh. Một điểm chỉ huy quá tuyệt. Một điểm đáng sợ. Rồi cũng được. Cho ông này đáng sợ lên thêm xíu cho nó sợ. Rồi sắp được rồi. Hết lính để hồi luôn rồi trời ơi. Rồi đây. 14% của thành công. Đúng là chơi mấy cái quốc gia mộ đạo nó sướng thiệt á. Thằng nào dĩ giáo là nó xử liền luôn. Không có nói nhiều. Chơi mấy quốc gia mà nó không có xem trọng cái tôn giáo hay là nó có cái xu hướng thay đổi tôn giáo á. Muốn nó đổi, muốn trị mấy thằng dị giáo rất là phiền. Nó cứ nói là cái này tự do tôn giáo rồi, phiền lắm. Đây, giết nó. Giết nó. Một điểm trung thành. Tướng này hơi bị không trung thành đấy nhá. Nhưng mà tại vì cái nó vốn là cái thằng tướng mà mình tuyển từ đánh trận thì thằng này nó chắc là thuộc dạng hơi bị kiêu nè. Kiêu ngạo. Nó mới như vậy. Rồi thôi binh kêu tướng loạn. Khỏi cũng khó tránh là đánh thắng trận liên miên mà. Khó tránh khỏi cái việc trở nên kiêu ngạo. Quen thắng thì thành kiêu ngạo. Cổ nhân dạy rồi các bạn không tránh được. Đây nhà thờ mát luôn. Giờ tiếc là tỉnh nào cũng có nhà thờ bự. Tỉnh này lượt sau mình mua quân nó thủ nhà. Cái bất ngờ mình ập quân vô đây mình đánh là nó cũng mệt đấy. Rồi đây. Bình tĩnh. Nói chứ cũng không nên làm càng các bạn. Rồi. Từ từ. Đây xây nhà lính lên trước đi. Cái chỗ này dù sao vẫn là dùng chiến sự. Rồi anh em lên tàu. My lord. Yes. Ma'am. Stop. Đây đẩy hai ông thần này qua đây. Ở đây thì đây tiếp tục. Mua một lính này. Đẩy lên. Rồi từ từ nào. Dùng này vậy là ổn rồi. Bình tĩnh anh em. Không được nóng.
ông chạy lên đây. Trời ơi, ông lên ông còn làm giảm trị an nữa rồi. Nhục không? Thành này thì cần có tướng. Chạy qua đây. À, nói chung là mấy ông tướng này tướng dạng con nhà gia, con nhà gia, con nhà như là con nhà giàu này không làm được cái gì rồi. Ông này thôi chắc bỏ ra đi, không không cần phải công thành đâu. Bỏ ra đánh. Hai một trận rất đẹp. Giờ là cũng là dùng kiếm chém mà chứ không dùng súng bắn. Quay lại tiếp tục quay thành, ép nó phải chia lực lượng xuống đây và mình vay cho cái thằng này chết luôn. Chỉ đánh vô không được, không đủ sức. Ông này ông thiệt hại quân nhiều quá vậy. Yes, orders my king. Yes, orders my king. My lord. Yes. Rồi. Orders. Hai ông cầm súng thì chạy lên đây. Forming one force. Năm ông này. Orders my king. Yes. Chạy lên đây. Thiếu hai hả? Combining troops. An honor to serve, my lord. My lord. Yes. Forward. Chạy lên đây. Rồi tự mua lính này đắp vô. Hai kỵ binh bang này chạy lên đi. Rồi đây mua lại ba ông này, thế là xong. Đây thì mua lại hai lính nỏ. Một lính này cho nó chạy lên đây được sao. Rồi từ từ, nhưng mà mấy con đứa con nhà thế gia nói chung là danh gia vọng tộc thì thường chả làm được cái thứ gì nên hồn cả, thành ra thôi mình cũng không hy vọng nhiều ở tụi đó. Có nó làm tướng thì nó vô nó trấn cái thành giùm mình thôi. Rồi tốt, đây xây cái nhà thờ lên đi. Cảng lớn thì cũng có cảng nhỏ, cảng lớn không thì cũng phiền. Rồi tốt. Đây xây cái ruộng lên. Ở đây một lính này nữa cho chắc ăn, để phòng khi cần thì chuyển quân cho nó dễ, với lại ra đánh nổi loạn nữa. Nhiều bạn cứ bảo là mình để quân ở nhà nhiều quá, nhưng mà không để quân ở nhà nhiều hồi muốn dẹp nổi loạn dẹp không được. Rồi vô đây gì 4-6 rồi đứa đứng ngoài chứ đứng sát thành là được rồi. Coi coi trong thành nó có cái gì. Dân thành này thì cũng không được đông lắm, nhưng mà pháo đài này thì quá kiên cố, tại nó lên tới cấp pháo đài rồi, không có pháo không phá được đâu. Rồi ông này chạy qua đây truyền đạo đi. Đây hải tặc đánh nó chứ phải đánh mình nữa, thiệt tội nghiệp. Có một chiếc tàu gần mát sao luôn rồi. Ây da, ông tướng này của mình thì sao bạc. Vấn đề là chỉ được cái đáng sợ thôi. Chứ năng lực tác chiến có 3 sao. Ở đây thì nó không có tướng, nhưng mà quân thì quá mạnh. Quân mình thì chả là cái gì. Lấy quân xong mà thả quân ở đây, rồi mình mướn lính đến thuê, mình hãm cái thành này. Sau đó dùng tuyền chở nó về đây mình đánh tiếp. An honor to serve. Để coi lính ở đây là cũng tinh nhuệ lắm, không đùa được đâu. Kéo nguyên đám lên đánh thì chắc được. Nhưng mà cũng đâu có ai nói là có không có khả năng là đánh được đâu. Đánh lẻ gì tụi thằng thì sao. Rồi tốt. Quay đầu qua hãm thành. Ba tướng cùng nhau công thành. Faith and courage have made us victorious. Cái thành này nó sống được nữa rồi mới hay. Hàng này coi như vong rồi. Yes, my king. Your will shall be obeyed. Đánh tiếp.
Vẫn rút kiếm là chặt chứ không bắn hả? À, cũng đỡ. Đúng, tụi nó phải sợ mình. Tiếp tục quay hãm. Tướng nào lên đây thì cũng cứ quay hãm. Làm dư xíu không sao. Cho mấy chú biết tài của anh. Mua thêm lính. Ở đây cũng thế. Chuẩn bị hãm cái thành này. Rồi ok. Litva sắp bông rồi. Ây da. Rồi thôi ok, video đến đây cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.